trường. Chú có chưa ngồi bạn đâu, nhiều thủ tục lắm. Khi nào em xin được ngồi quý vị ngồi nhá. Vâng, tiếp theo chương trình ban tổ chức xin đố quý vị cùng ngồi đố. Vâng, đố ai biết tổ chức gì? Đố ai biết chú rể làm gì cứ giơ tay ra. Chào tiếng Anh là kết. Vâng, vâng, thưa chương trình, xin mời này chú rể đã cho dâu một hôn thật đầm thắm trước toàn thể quý vị và bạn. Vâng, sau khi vâng, trước khi cô dâu và chú rể hôn nhau, ban tổ chức xin mời các em nhỏ dưới 16 tuổi chúng ta đã bắt lại tránh tình trạng người lên tivi. Vâng, xin mời các bạn trai bạn gái ai tổ chức điện thoại đài cao nhất, xinh nhất, hot nhất 1200 chúng ta tung ra ghi lại tình hình đẹp nhất liên hợp danh hạng làm kỷ niệm. Vâng, xin mời. Vâng, trước khi các xin đến cô thứ ba là cô dâu và chú rể tình hình nhé. Một, hai, 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 ba, xin mời các vị quan tâm đồ, xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn cả người ngồi xuống, xin mời.